Chào mừng tất cả quý vị khán thính giả đã quay trở lại với chương trình Buồn Vui Tôi Kể. Tôi là Sơn Huy. Đàn ông, khi mà bước qua tuổi 30 rồi thì ước mơ của họ là gì? Nhà đẹp, xe đẹp, già. Gái đẹp. Nhưng đúng là đời không như là mơ. Sao tới trễ vậy baby? Dạ ông ngoại. Cái gì? Ông ngoại hả? Một phút bồng bột, một đời bồng cháo.